Một ngày hết tiền, cuối cùng bạn sẽ ăn gì? Thực ra chỉ cần một cái miệng dẻo và biết rằng mình muốn nấu món gì thôi. Cùng học cách làm cá cơm kho chay với một đứa hết tiền như mình trong ngày hôm nay nha. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình đạt được nút bạc. Làm được cái cá cơm kho chay ấy thì đầu tiên là chúng mình phải làm cái cá cơm chiên giòn có ở trong một cái video lần trước rồi, và lần này mình sẽ chỉ nói qua. Đó là chúng mình sẽ lấy cái phần hoa bên trong này. Bình thường ở bên ngoài chợ các cô chỉ lấy cái bẹ để các cô làm nộm thôi. Và cái hoa này thì các cô sẽ vứt đi, các bạn có thể khéo léo ra đó xin các cô. Thường thì các cô sẽ cho luôn bởi vì các cô cũng chẳng để làm gì. Các bạn sẽ tách cái tim đen này ra bởi vì là nó rất là dai và đắng. Sau đó cái phần hoa còn lại thì mình sẽ bỏ vào một cái bát nước. Bát nước này thì có muối chanh hoặc là muối quất hoặc là muối với giấm nhằm giúp cho hoa của mình không bị đen. Hoa nằm bên trong ấy thì nó sẽ có cái màu hồng thế này, rất là đẹp. Các bạn nên chọn những cái hoa mà nó bé thôi thì nó còn non, nó sẽ không đắng, không chát nhiều như là cái hoa già. Sau đó thì mình sẽ pha bột chiên giòn với lại nước. Trên thị trường thì có khá là nhiều loại bột chiên giòn, và mỗi một cái loại bột thì nó sẽ có cái độ mặn khác nhau, các bạn nên để ý nha. Trên thị trường cũng có hai loại bột là bột khô và bột ướt. Bột ướt chính là cái bột mà các bạn phải trộn cùng với nước như thế này. Nhúng phần hoa vào trong bột chiên giòn cho thấm đều. Sau đó các bạn chiên với lửa vừa và chiên 2 lần thì cái phần hoa này sẽ giòn hơn. Nhất định trong món này các bạn phải chiên 2 lần. Ý của mình là chiên lần thứ nhất thì là vàng và chín, chiên lần thứ hai sẽ là vàng và giòn. Khi mà các bạn thấy là nó đã vàng ruộm và đều như thế này ấy thì có thể lấy ra rồi. Phần nước kho của mình sẽ có 2 thìa nước tương. Tương sẽ giúp cho món kho có màu đẹp tự nhiên. 1 thìa cà phê đường. Sau đó thì cho thêm một xíu tương ớt, hoặc là các bạn ăn được cay ấy, thì cũng có thể sử dụng ớt tươi, bỏ hạt đi. Trộn đều để phần nước kho này hòa quyện lại với nhau. Sau đó ở chảo thì mình phi thơm xả, rồi đổ phần nước kho vào. Việc trộn nước kho ấy sẽ giúp cho món kho của mình thấm đều vị hơn. Nó sẽ tránh tình trạng là chỗ mặn, chỗ nhạt. Mình sẽ đảo đều phần cá này với lại phần nước kho. Các bạn đảo nhanh tay trên lửa lớn nhằm làm cho phần cá cơm chay của mình ấy nó thấm được cái vị. Và đây là thành phẩm của chúng mình, cá cơm thấm đều nước kho. Và các bạn có thể rắc thêm một chút sả bên trên để làm cho nó dậy mùi hơn. Và cá cơm này sẽ ăn ngon nhất là với cơm đấy. Nếu như mà phần chiên ấy các bạn chiên đã đạt rồi thì cá cơm sau khi kho xong nó vẫn giữ được độ giòn, và để mấy ngày hôm sau nó cũng vẫn giữ được độ giòn luôn. Cơm thì giòn giòn, lại hơi mặn mặn ngọt ngọt, còn có vị cay cay nữa, thật sự rất là bắt cơm luôn. Thế là hôm nay mặc dù mình hết tiền rồi nhưng mà vẫn có thể ra chợ xin nguyên liệu về để làm một món ăn thật ngon. Chúc các bạn có một bữa ăn ngon miệng. Hi, mình là cô gái làm việc muốn ăn ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.